Xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình đến trước khu vườn của anh Gấm ở trên Cà Lậy Tiền Giang nè anh em. Thì ngày hôm nay anh Gấm có giao lưu với anh em một số gốc mai nha. Thì chút xíu thì anh Gấm sẽ báo giá chi tiết cho anh em từng gốc. Được giá thì anh em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Gấm nha, qua số điện thoại để phần tiêu đề. Rồi những cái video nào mình gửi số điện thoại xuống hết là những cái video đã bán hết rồi nha anh em và đã ngưng giao dịch nha. Rồi mời tất cả anh em vô tham quan một số gốc mai của ngày hôm nay nha. Rồi anh Gấm ơi, cho anh em biết vị trí quen thuộc mình đây đâu ha anh Gấm. Vị trí đây là xã Tân Bình, huyện Cà Lậy, tỉnh Tiền Giang. Rồi ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em nguyên cái lô mai nhỏ này nhiều gốc anh Gấm? Dạ, nguyên lô mai nhỏ này em giao lưu là 39 gốc anh. Rồi. Rồi mình vô mình quay cho anh em tham khảo luôn anh Gấm ơi. Dạ. Anh em thấy là mai này là mai bao nhiêu năm tuổi rồi anh Gấm? Dạ, mai này là khoảng 3 năm tuổi anh. 3 năm ha. Rồi, mã số này là 21 hả anh Gấm? Dạ, cái này mã số 21 anh. Rồi, chiều cao khoảng nhiêu anh? Cái này cao khoảng 2 mét anh. 2 mét rồi tán ngang sao anh? Tán ngang khoảng 1 mét rưỡi. 1 mét rưỡi. Rồi xeo chồng nữa Gấm ơi. Thân lắc lượng nha anh em. À, cái lô này là giảo hay sao anh Gấm? Vô lô này là giảo Hữu Đức anh. Giảo Hữu Đức vô nha. Hạt á, bông rồi. Từ 5 tới 12 cánh. Rồi mình đo thông số luôn anh Gấm ơi. Này phương châm mình là sao anh, bao ship toàn quốc hay sao anh? Dạ, bao ship toàn quốc anh. Cái này là 18 của anh. 18 của anh, rồi nguyên cái nồi đế hết hồn luôn anh em ơi. Rồi cây số mở, cây 21 này giao lưu sao anh? Cây mã số 21 này em giao lưu giá là 2 triệu rưỡi anh. 2 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho anh em. Rồi, gốc tiếp theo mã số 22 nha anh em. Nhìn cái nồi đế chảy nước miếng luôn anh em ơi. Quá trời cái nồi đế. Cây này chỉ mới có 3 năm hả anh Gấm? 3 năm tuổi anh. Chiều cao mình khoảng nhiêu anh? Cao khoảng 1 mét rưỡi anh. Còn tán ngang anh? Tán ngang khoảng 1m3. 1m3. Đây anh em, thân lắc lượng nha anh em. Cây nào cũng như cây nấy thôi. Rồi mình đã thông số luôn anh Gấm ơi. Thông số đây vị trí này là 15 hoành anh. 15 hoành. Rồi nó hậu đường kính bầu là 38. 38. Cây 22 này mình giao lưu với anh em giá sao anh? Cây 22 này em giao lưu giá là 2 triệu anh. 2 triệu. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc nha anh em. Đấy này đấy rất là lực. Rồi, gốc tiếp theo. Mã số mấy anh? 22 em. 23 anh ơi. Cây 23. Gốc 23 nha anh em, cây này chiều cao khoảng nhiêu anh? Cây này cao khoảng 1m6, 1m7 anh. Rồi. 1m6. Quay một vòng cho anh em tham khảo nguyên cái bộ đế nha. Bầu nhiêu đế nhiêu anh em ơi. Rồi, đó hông số luôn anh Gấm ơi. Quá đẹp bộ đế. Cây đế làm từ nhỏ anh? Dạ. Thông số đây vị trí này là 17 hoành thôi. 17 hoành. Rồi đường kính bầu luôn anh. Đường kính bầu là 40. 40. Rồi cây này giao lưu sao anh? Cây 23 này em giao lưu giá là 2 triệu 2. 2 triệu 2. Tất cả đều bao ship toàn quốc hết nha anh em. Cấp tiếp theo. Mã số 24 nha anh em. Cây này chiều cao khoảng nhiêu hết anh Gấm? Cây này chiều cao 1m4 anh. 1m4, tán ngang mình trung bình là khoảng nhiêu anh? Tán ngang là khoảng 1m2 anh. 1m2. Đây, nguyên cái nồi đế anh em. Đế rất là đẹp nha anh em. Rồi mình đã thông số luôn anh Gấm ơi. Thông số nơi vị trí này là 15 hoành anh. 15 hoành. Nguyên cái nồi đế khá là đẹp nha anh em. Kính bầu là 38. 38. Rồi cây này mình giao lưu sao anh? Cây này em giao lưu giá là 2 triệu anh. 2 triệu bao ship toàn quốc nha anh em. Gốc tiếp theo anh em. Cây chiều cao khoảng nhiêu anh Gấm? Cây này chiều cao khoảng 1m5 anh. Tán ngang mét không anh? Tán ngang khoảng 1m. Rồi quay cho anh em một vòng của cái bộ đế nha. Đế bung đều bốn mặt anh em ơi. Bầu nhiêu đế nhiêu. Mình đo cho anh em cái thông số luôn nha Gấm ơi. Thân lắc lượng nha anh em. Được tạo từ nhỏ. Số là 16 hoành anh. 16 hoành. Rồi. Đường kính bầu luôn nha anh. Đường kính bầu là 35. 35. Cây này mình giao lưu sao anh? Cây này em giao lưu giá 1 triệu 4 anh. 1 triệu 4 nha anh em. Rồi góc tiếp theo anh em. Đây nguyên bộ đế. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh? Cây này chiều cao là 1 mét rưỡi anh. 1 mét rưỡi. Tán ngang mình khoảng nhiêu anh? Tán ngang khoảng 1 mét. 1 mét. Đây nguyên cái nồi đế anh em. Khá là đẹp nha anh em.
thân lắc lượng anh em ơi. Rồi anh đã hông số luôn cám ơi. Đây có cái củ khá là lớn. Số đó vị trí này là 17 hoành á. 17 hoành, rồi. Được kính ngang luôn anh cám ơi. Mấy cây này dưỡng về tương lai anh em ơi. Giá gì khá là dễ chơi. 38. 38. Rồi mình giao lưu sao anh? Cái này em giao lưu giá là 1,5 triệu đấy anh. 1,5 triệu nha anh em. Rồi góc tiếp theo anh em ơi. Cái số 27. Cái chiều cao khoảng nhiêu anh cắm? Chiều cao là 1,5 m anh. 1,5 m. Tán ngang nhiêu anh? Tán ngang 1,1 m. 1,1 m. Rồi quay hết một vòng cho anh em tham khảo cái bu đế nha anh em. Để buông đều bốn mặt hết nha. Rồi anh đã hông số luôn cắm ơi. Nhiêu anh? Số 16 hoành anh. 16 hoành. Rồi. Được kính bầu là 33. Rồi mình giao lưu cây này sao anh? Cây này em giao lưu giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu nha anh em. Rồi góc tiếp theo nha anh em. Số 27. Cây này chiều cao mình khoảng nhiêu anh Gấm? Cây này chiều cao là mới 1,3 m. 1,3 m. Tán ngang 1 m. Tán ngang là 1 m. Rồi mình đã hông số luôn anh Gắm ơi. 16 hoành anh. 16 hoành. Rồi nồi đế luôn anh. Đường kính màu là 35. 35. Rồi xem một vòng nha anh. Cây mã số 28 giao lưu giá nhiêu anh? Cây mã số 27 giao lưu giá là 1,2 triệu anh. 1,2 triệu. Rồi góc tiếp theo anh em. Cây chiều cao khoảng nhiêu anh Gắm? Cao là 1,5 m anh. 1,5 m. Tán ngang nhiêu anh? 1,2 m. 1,2 m. Đây là đế sổ nha anh em. Củ khá là lớn nha. Rồi đó thông số luôn cám ơi. Nhiêu anh? 17 hoành anh. Rồi mình đo nguyên cục khoảng nhiêu anh? Cục là 65. Cục 65 nha anh em. Rồi mình giao lưu cây này sao anh Gắm? Cây này giao lưu giá 1,5 triệu anh. 1,5 triệu nha anh em. Mã số 29. Rồi góc tiếp theo anh em ơi. Xem một vòng đi Gắm ơi. Chiều cao khoảng nhiêu anh? Cao khoảng 1,3 m anh. Tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang khoảng 1 m. Rồi quay một vòng cho anh em xem cái bộ đế nha. Đây nguyên cái bộ đế nè anh em. Đế bung đều bốn mặt hết. Bộ nhiêu đế nhiêu. Rồi mình gõ hông số luôn cho anh em xem luôn anh Gắm ơi. Thân thì lắc lượng nha anh em. Tạo từ nhỏ. Nhắc lại với anh em luôn, mai là bình bao ship toàn quốc cho anh em nha. Mình chốt cái giá này là bao ship toàn quốc nha anh em. Nhiêu anh? Thân là 16 anh. 16 hoành. Rồi được kính ngang của cái bầu luôn nhiêu anh? Được kính ngang của bầu là 25. Cái này mình giao lưu sao anh? Cái này em giao lưu giá là 1,2 triệu anh. 1,2 triệu. Rồi góc tiếp theo anh em. Cái này cao nhiêu anh Gắm? Cái này cao 1,5 m anh. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang khoảng 1 m. 1 m. Rồi thân lắc lượng anh em ơi. Đây như cái nồi đế nè anh em. Rồi anh đo hông số luôn Gắm ơi. Số vị trí này 15 hoành. 15 hoành. Rồi nguyên cái cục đó khoảng nhiêu anh? Đo nguyên cái nồi đế đó khoảng nhiêu? Mấy cái này chơi nuôi tương lai anh em ơi. Nồi đế là 60 anh. 60. Rồi cây này mình giao lưu sao anh? Cây này em giao lưu giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu nha anh em, bao ship toàn quốc nha. Rồi góc tiếp theo cây này khá đẹp nha anh em. Chiều cao mình nhiêu anh Gắm? Cao 1,7 m anh. 1,7 m. Rồi quay cho anh em một vòng nha. Nguyên cái cũ nha anh em, đế sổ xuống khá là đẹp nha anh em. Đây như đặt kẹo luôn anh em ơi. Thân thì lắc lượng. Rồi mình đo thông số cho anh em luôn đi anh Gắm ơi. Quá đẹp bộ đế này anh em ơi. Số đó vị trí này 18 hoành. 18 hoành. Rồi nồi đế luôn anh ơi. Nồi đế là 70. 70. Rồi quay lại cho anh em một vòng lại nha. Rồi mình giao lưu sao anh Gắm? Cái này em giao lưu giá 1,5 triệu anh. 1,5 triệu bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi mã số 32. Rồi góc tiếp theo mã số 33 nha anh em. Cái chiều cao khoảng nhiêu anh Gắm? Chiều cao khoảng 1,7 m anh. 1,7 m. Rồi thân lắc lượng nha anh em. Quay cho anh em một vòng của cái bộ đế gốc này nha. Ở dưới đây có cái cũ nha anh em, khá là đẹp nha. Rồi mình đo hông số luôn Gắm ơi.
số hôm nay vị trí này là 16 quỳnh. Rồi được kính ngang vừa có bầu luôn các ơi. Kính ngang bầu là 38. Rồi cây này mình giao lưu sao anh Gắm? Cây này em giao lưu giá 1,5 triệu. 1,5 triệu. Rồi góc tiếp theo mã số 34 nha anh em. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh Gắm? Cao khoảng 1m6 anh. Tán ngang nhiêu anh? Tán ngang khoảng 1m2. 1m2. Đây quay hết một vòng nguyên cái cũ đó nha anh em. Rồi mình đo thông số luôn Gắm ơi. Nhiêu anh? Quành hơn là 15 anh. 15 quành, rồi. Đường kính bầu là 40. Cái này mình giao lưu sao anh Gắm? Cái này em giao lưu giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu nha anh em. Rồi, góc tiếp theo anh em. Cái này chiều cao mình khoảng nhiêu anh Gắm? Cao 1m6 anh. 1m6. Đây nguyên cái bộ đế nha anh em. Đế nói chung thì nó bung đều bốn mặt hết anh em ơi. Bầu nhiêu đế nhiêu mình đo cái thông số luôn cho anh em luôn Gắm ơi. Đây nguyên cái bệ đế nè, nhìn từ trên nhìn xuống nha. Nhiêu anh? Hơn 18 hoành anh. 18 hoành, rồi. Đường kính bầu là 39. Cây này mình giao lưu sao anh Gắm? Cây mã số 35 mình giao lưu với giá là 1,8 triệu. 1,8 triệu nha anh em. Rồi góc cuối cùng của ngày hôm nay nha anh em. Một cốt đi lên thẳng băng anh em ơi. Cái này chiều cao mình khoảng nhiêu anh Gắm? Chiều cao khoảng 1m7 anh. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Ngang khoảng 1m2. Rồi đây bộ đế nha anh em. Rồi mình đo thông số luôn Gắm ơi. Thân lắc lượng nha anh em. Cây đang bể xù nhẹ mấy cái nách này nè. Số nơi vị trí này là 18 hoành. 18 hoành. Rồi kích màu là 40. Rồi cây cuối cùng ngày hôm nay mình giao lưu với anh em giá sao anh Gắm? Giao lưu với anh em là giá 1,4 triệu. 1,4 triệu. Rồi anh em nào thích thiện chí có thể mình liên hệ trực tiếp trên anh Gắm nha, qua số điện thoại ở phần tiêu đề. Giờ xin tạm thời kết thúc video tôi. Chung thì chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ hạnh phúc bên người thân, và mong là anh em có thể giao lưu thành công nguyên cái lô mai này với anh Gắm nha. Giá cả khá là hợp lý, anh em bao ship cho anh em toàn quốc.